Rồi em tiếp tục chào anh em. Thì tối hôm nay em lại có một ít dây về để phục vụ nên các bác cho audio. Thì ngoài cái số lượng dây mà em hay làm thì dây nó vẫn cập nhật liên tục cho anh em chơi. Thì hôm nay em lại có về được một ít dây mới về nữa ha. Thì hôm nay là có dây nguồn Furutech nè anh em. Dây nguồn Furutech nha. Dây Furutech luôn. Đầu rất là Furutech hợp lên cho anh em như lần trước em quay nha. Một sợi như thế này là 2.200.000, dây rất là chất lượng cho anh em chơi. Đấy, có 3 sợi ha. Thì hôm nay đang hết cái đầu, hết đầu này, hết đầu đuôi này, hôm nay mới có lại anh em. Đấy, trong dây Nhật hôm nay thì lại về được có hai bộ dây AV RCA của Furutech. Đây là dây đồng mạ bạc anh em nhé, giá là 2 triệu một cặp. Thì hôm nay em về có hai cặp nữa thôi. Anh em các bác nào yêu thì call ngay cho em. Dây là rất là chất lượng ha. Dây này em bán anh em chơi rồi à, một mớ từ trước một chục sợi em về là đứt à, hôm nay hết, hôm nay có được cái hai sợi về trong chung với dây nguồn thôi thì 2 triệu đồng một sợi dây màu tím tím này em nha. Dây đồng màu bạc chất lượng cao của Nhật, bộ này của Nhật anh em. Rồi hôm nay mà có thêm lại một cọng dây nguồn bạc, dây nguồn lõi bạc chân rắc bạc ha. Cọc này là 4.500.000, hôm trước về hai sợi đã bán hết rồi, hôm nay có một sợi tiếp tục cập nhật cho anh em, dành cho các bác nào chơi đồ lớn lớn tí ha, để truyền tải điện cho nó ok. Thì cọng này khá là chất lượng anh em nha, cao cấp ha, cao cấp một tí. Đây, giá là 4.500.000 nha. Đó, rồi trong cái mẫu dây cuối cùng ngày hôm nay thì đây là một cái mẫu dây AV thuộc họ bình dân, dễ chơi và đặc biệt là zin tách thành tạch đầu đúc của hãng hết, mình không có làm gì tại Việt Nam, hàng về nguyên nguyên là mình bảo nguyên. Dây thì dài 1 mét anh em nhé, nhìn giống con rắn quá ha. Đẹp anh em thấy không, đẹp, dạ quan đẹp, và nó có cái đầu màu vàng cũng khá là ok. Đây, em sẽ mở một cái đầu, lý do tại sao mở đi cho anh em thấy luôn, tại vì đây là dòng dây đầu đúc cho nên chúng ta không có làm gì hết nha, đầu đúc từ bên đó về. Đấy, cho anh em thấy được cái chất lượng của nó, đầu đúc đó. Nó làm xong là đúc keo luôn của hãng luôn. Đây, đây em nha, USA. Và một cặp như thế này nó có cái mức giá rất là ok cho anh em chơi, rất là ok, chỉ có 800.000 và chất lượng liệu là đồng mạ bạc để cho anh em chơi, đồng mạ bạc ha, có 800.000. Hiện tại em có về được 20 bộ anh em nhé, anh em chơi thì nhanh tay phone ngay cho em để sắm sửa và thay cho mình những cái bộ dây dẫn tại nhà nó mờ, nó xuống cấp thì chúng ta nên thay. Thì đối với đồng mạ bạc anh em biết rồi, nó cho cái tiếng, thứ nhất là cái dãy trên nó rất là ok, và cái dãy dưới là của đồng, nó đảm bảo được cái tần số bass nó đủ để đánh ha anh em nha. Dây này thuộc hàng dây bình dân thôi, không có gì để cho anh em mới chơi và tập chơi những cái tầm vàng tung tung nhẹ nhàng giống như vậy nè anh em, đó là chơi ok rồi đó. Còn anh em nào vàng thấp khá tiền thì chúng ta mua dây này chơi rất là hợp lý đó, của Mỹ nha. Đó, dây AV được 20 bộ duy nhất, hết cái này là không có nữa luôn đó anh em nha. Thì ngoài cái đó thì dây quang, dây quang Alexis, dây quang xịn như em đã nói rồi, nó cập nhật liên tục cho anh em thì anh em cũng mua liên tục. Nhưng một số anh em mua hàng đã không nhận hàng trả lại nha, mua thì cái miệng xôm lắm, tới hồi hàng ra đến mua điện gửi không nhận. Đấy, em cũng hơi phiền, không lẽ mình nói hoài nè đó. Rồi dây USB 65.000 vẫn có hàng cho anh em chơi. Đây, mới về thêm dây USB để chơi giải mã DAC ha, từ PC qua qua những cái con giải mã chuyên nghiệp ha. Đấy, 600.000 đó, đầy đủ anh em. Đấy, luôn luôn phục vụ anh em nha. Thì em cũng bán liên tục chứ tại mình ít đăng thì anh em đã biết rồi, em không có đăng. Rồi dây loa của Mỹ rồi này, dây này là 1.500.000 một cặp này, dây đồng. Anh em nào mà chơi thiếu bass á, bass nó hơi yếu thì gắn con này vào tiếng nó đỡ hơn. Thì ở đây có đầu bắp chuối mỏ chim này, mỗi chim đó, anh em muốn đầu như thế nào thì báo em, 1.500.000 một cặp dây rồ ắc nha.
cái tên người ta đọc là phải ROAD, có điều hướng anh em. Đây, đây ROAD chứ không phải là ROAC nha. Có nhiều anh em hỏi em dây ROAC em ngẩn ngơ, em không biết là dây gì. Nhớ là mình đọc là ROAD, nó ok, cái tiếng nó dễ nhớ hơn nha. Đó, 1,5 triệu một cặp anh em nha, có đủ rồi. Thì dây hôm nay em chỉ tin lang tang được có như thế này thôi, thì những cái dây khác em có đăng thì vẫn có hàng liên tục phụ anh em, dây nào vừa hết là em báo hết, còn dây nào về có hàng rồi anh em nha. Anh em yêu sản phẩm nào thì phone ngay cho em, và tới đây em xin kết thúc clip nha. Với những cái dòng dây như thế này thì nó nhẹ nhàng, thì anh em có thể một là anh em có thể chuyển khoản luôn cho em thì em sẽ bao ship, còn anh em muốn ship hàng thì anh em hãy nhắn thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận nha, và dây gì lưu ý là có cái dây gì đó cho em nó dễ nha anh em nhé. Dây hoặc là giá tiền của dây đó thì nó dễ nhận hơn, để nhận biết hơn tại em rất là nhiều. Em sẽ gửi hàng, nhận hàng, kiểm tra thanh toán và trả luôn phí cho bưu điện anh em nha. Rồi em xin cảm ơn anh em.